Hello, chào chị nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay mình sẽ mang đến cho em là một chiếc đẩy đến từ thương hiệu nồi của Mỹ là Fairway, và dòng này sẽ có tên mới đồ là CS800S. Đây là một chiếc đẩy mà có một mức công suất và nó là vô cùng kinh khủng khiếp, và nội thất cũng như là cấu hình ở bên trong nó là cực kỳ hầm hố. Và dòng này là dòng mà anh em vừa thể mà chơi loa sức, vừa hát karaoke, vừa nghe nhạc, nó là cực kỳ đẳng cấp. Đây, mời anh em cùng xem. Đầu tiên là anh em sẽ thấy là dòng này được thiết kế và được sản xuất tại Mỹ nha anh em. Công suất của nó đến tổng là 1200W của anh em ạ. Công suất mà phải nói là đáp ứng được mọi nhu cầu của anh em chơi loa 5 tấc và loa 4 tấc thì con này đánh hết sức là ok và hết sức là dư dả anh em. Và đặc biệt đây là dòng professional, nhưng mà đây là dòng mà chuyên nghiệp, nên anh em thể mà chơi gia đình cực kỳ là tốt. Và anh em mà chơi mà mở quán cà phê chẳng hạn hay là tiệm hớt tóc, và anh em có nhu cầu mà sử dụng sản phẩm mà nó hoạt động cả ngày thì con này cũng đáp ứng được đầy đủ nhu cầu đó của anh em. Đây là cục đẩy mà nó sẽ có hai channel với anh em, channel A và channel B. Đây mình sẽ quay chi tiết về mặt sau của dòng sản phẩm cho anh em cùng xem. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với tem của sản phẩm trước cho anh em. Fairway CS800S. Con này được sản xuất bởi Fairway, hàng chính hãng là Made in USA. Con này sẽ có điện 100V và công suất tiêu thụ điện mà nó kinh khủng khiếp mà 1300W. Sản phẩm sẽ trang bị ta hai cái quạt tản nhiệt nha anh em. Vì con này có một cái cấu hình rất là lớn thì nó chạy hai quạt thì nó sẽ giúp cho máy được hoạt động bền bỉ hơn. Và đây là quạt size nhỏ nên độ ồn của nó cực kỳ thấp anh em ạ. Mình nghe con này và nó rất là êm anh em. Còn bên đây là các cổng để mà anh em đến tín hiệu nghe nhạc cho anh em. Nó sẽ chơi qua jack Canon, hoặc anh em có thể mà chơi qua jack 6 ly cắm trực tiếp vào hai cái lỗ này được luôn nha anh em. Và đặc biệt là anh em mua thì mình tặng luôn cho anh em hai cái jack chuyển từ 6 ly này ra bông sen và một cọc dây điện nguồn rời để anh em mua về thì anh em cắm rồi chơi trực tiếp thôi nha mà. Nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Còn bên đây sản phẩm để trang bị cho hệ thống là 4 cặp loa nha anh em. Anh em hả mà cắm bắt chuối mà anh em bỏ dây vào cái lỗ này, hoặc anh em chơi qua những cái đầu jack đặc biệt này được luôn nha anh em. Còn về nội thất ở bên trong của Fairway CS800S thì nó còn cực kỳ mới được trang nha anh em. Con này sẽ trang bị vào nguồn xung và các bản mạch trong sản phẩm này, anh em thấy là đẹp keng, hàng nhiệt bán bao dương cho anh em chơi yên tâm. Con này nó sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là 20 con sò sắt của Motorola nha anh em. Trời dòng sò mà nó không đạt phát lên nghe rất là bay nha, mà đặc biệt là giải bát nghe rất là sâu, và được rất là nhiều anh em đua chuộng. Và dòng này anh em phối ghép với hai cặp loa đánh tiếng cho ra một rất là căng, rất là nét nha bạn. Nên mình đánh giá và nó là rất là cao trong sản phẩm này. Còn về mặt trên những dòng sản phẩm này nó sẽ có sơ đồ và bản mạch của dòng sản phẩm này nha anh em. Nó sẽ bên trên mặt trên sản phẩm này. Đây anh em sẽ thấy là nó sẽ có công suất là 1200W nha anh em. Dòng professional. Đây là cái sản phẩm em Fairway, chính hãng là Made in USA, sản phẩm bởi Fairway Electronic Corp. Và bây giờ mình sẽ vào ngay bài test thích âm của Fairway CS800S. Mời anh em. Trên dòng Buda, tôi tình cờ quen bên nhau
gọi tên nhau để rời xa nhau. Em đã đến và đã đến nhớ mây như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một loài rừng. Tôi muốn nói nên chọn đời em kề tai em bằng con tim một người yêu em. Trường nắng cháy sờ gió môi sờ gió khơi tan vỡ mong nên tôi nghẹn ôm cuộc đời vạn phần. Sẽ để lại cho anh em sản phẩm này với một mức giá vẫn là cực kỳ là tốt anh em ạ. Chỉ với 8.500.000 đồng. Và anh em muốn mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi anh em thấy sao về chất âm của Huawei CS800S thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ nhỏ đôi nhé. Xin chào và hẹn em trong những video lần tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.